Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai các mũi trinh sát tập kích tại thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô khoảng 100 tỷ đồng. Bước đầu xác định Đào Xuân Hiền, trú tại phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn là chủ mưu và cầm đầu đường dây này. Hiền sử dụng tài khoản Master OK 3910 có hạn mức khoảng 10 tỷ đồng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thể thao trên mạng agbóng88.com. Tại thời điểm phát hiện quả tang có 7 đối tượng tham gia đánh bạc, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 9 tháng 4 năm 2023, ước tính số tiền khoảng 100 tỷ đồng.